Kính thưa toàn thể quý vị, và trong chương trình nghệ thuật ngày hôm nay xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của các đồng chí trong ban tổ chức lễ hội. Và đến dự chương trình nghệ thuật ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu có đồng chí Phan Văn Thịnh, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban tổ chức lễ hội Đình Làng Trung Hà. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Về dự đêm văn nghệ ngày hôm nay có các đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, sư thầy chủ trì tại chùa tại đình Ngũ Phúc và toàn thể bà con nhân dân. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Phan Văn Thịnh, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban tổ chức lễ hội phát biểu khai mạc cho chương trình nghệ thuật. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, trong không khí vui mừng và phấn khởi, trong lúc toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta trong cả nước đang ra sức thi đua, lập thành tích, chào mừng những ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm như kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nấy nừng năm châu chấn địa địa cầu, và hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay được sự đồng ý của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tiến Thịnh cho phép nhân dân thôn Trung Hà long trọng tổ chức lễ hội truyền thống đình Trung Hà, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, nhằm tri ân đến các vị thần có công với đất nước, với quê hương, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, đồng thời nhằm phục dựng lại lễ hội truyền thống của đình làng Trung Hà với những nghi thức tế lễ, lễ rước bông, lễ rước nước từ sông Hồng về đình và một số hoạt động của lễ hội, các trò chơi dân gian, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc, truyền lại cho thế hệ mai sau tiếp tục gìn giữ và phát huy. Chính vì vậy, được sự đồng ý của cấp ủy Đảng, ban tổ chức lễ hội cùng toàn thể nhân dân, anh em thanh niên trong thôn liên hệ mời đoàn nghệ thuật, nhà hát chèo, quân đội về biểu diễn phục vụ lễ hội một đêm. Trước hết, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức lễ hội xin gửi lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe đến anh chị em diễn viên trong đoàn mạnh khỏe, bình an. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, quý khách thập phương, đình Trung Hà đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, là nhận được sự quan tâm của các cấp nhân dân trong địa phương luôn luôn có trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn di tích. Điều đó đã giữ phần làm nên nét đẹp văn hóa đặc sắc của di tích đình Trung Hà. Trong dịp lễ hội đình làng Trung Hà được đoàn nghệ thuật, nhà hát chèo, quân đội về biểu diễn, chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng đoàn sẽ đem hết sức khả năng của mình, những chương trình, tiết mục thanh túy nhất, đặc sắc nhất để bảo đảm phù hợp với lễ hội truyền thống đình làng để nhân dân được thưởng thức trọn vẹn chương trình của đoàn. Trước khi dừng lời, cuối cùng cho phép tôi xin được gửi lời chào, lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị em trong đoàn cùng toàn thể nhân dân bình an và hạnh phúc. Chúc cho đêm biểu diễn được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị, và chương trình ngày hôm nay một sự mong chờ, một sự chào đón của toàn thể quý vị nhất ngay bây giờ. Xin được trân trọng giới thiệu sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân danh hài Tự Long. Một tràng pháo tay của toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Tự Long. Alo. Vâng, trước hết thay mặt cho ban tổ chức lễ hội cùng toàn thể nhân dân xin có bó hoa gửi tặng đoàn trước khi đoàn biểu diễn. Thank you.
trước khi Từ Long phát biểu thì xin bà con, cô bác, anh chị và toàn thể quý khách thập phương dành một tràng pháo tay cho màn pháo hoa tuyệt vời vừa rồi. Tôi có ghé tay hỏi đồng chí Bí thư trưởng thôn là hôm nay nhà hát em mới bắn pháo hoa thế này, thì anh bảo là địa phương có điều kiện đêm nào cũng bắn. Từ Long lại cứ nghĩ là hôm nay là các nghệ sĩ của nhà hát Chèo Quân Đội hôm nay về cũng được bắn pháo hoa và thưởng thức một không gian tuyệt vời như thế này. Nhưng mà hóa ra là ba đêm thì đêm nào cũng dành những tình cảm đặc biệt cho những gương mặt xuất hiện trên sân khấu, kể cả các nghệ sĩ ở Hà Nội hay ở quân đội, hay là các nghệ sĩ của bà con, cô bác, những người thân thiết với chúng ta hiện diện trên sân khấu đều sống trong không gian này. Tôi nghĩ đây là một nét văn hóa mà không phải lễ hội nào cũng làm được. Xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn đoàn thanh niên và tất cả thanh niên làng đã có thể tạo ra một không gian đặc biệt như thế này đối với nghệ sĩ Từ Long và với các nghệ sĩ của nhà hát Chèo Quân Đội. Còn cho tôi xin được phát biểu thế này. Đây là lần đầu tiên cách Hà Nội có, cách cơ quan tôi có 28 cây số thôi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ của nhà hát Chèo Quân Đội, mà trước đây là đoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu Cần, mới được đặt chân và tổ chức biểu diễn tại đây phục vụ lễ hội của Trung Hà. Hôm nay không chỉ là niềm vinh dự mà tôi nghĩ rằng là một sự kết nối lâu lắm rồi. Xin cảm ơn rất nhiều những người em Định, em Hướng, em Quyền, rồi rất nhiều những người em đã kết nối cho cá nhân tôi và các nghệ sĩ của nhà hát Chèo Quân Đội, đặc biệt là các thanh niên của làng, cho dù ngành nghề nào đi chăng nữa nhưng đã chung tay lại, đã có những đêm biểu diễn thật tuyệt vời. Và điều đặc biệt, họ đã kết nối để cho cá nhân Từ Long và các nghệ sĩ của nhà hát Chèo Quân Đội rất vinh dự được đứng tại đây. Cho dù hôm nay là trời mưa, hai đêm biểu diễn hôm trước thì không mưa, nhưng mà trời mưa ướt áo ướt quần đâu có ướt được tinh thần người xem, đúng không ạ? Nắng mưa là việc của trời. Đôi khi trận mưa ngày hôm nay là sự thử lòng của các nghệ sĩ, thử lòng của các nghệ sĩ nhà hát Chèo Quân Đội với mối quan hệ ban tổ chức địa phương của Trung Hà, đặc biệt là các chàng trai, các thanh niên, nam thanh nữ tú của làng, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ chúng tôi được trở về đây. Tôi nghĩ rằng trong đêm biểu diễn ngày hôm nay có thêm được những giọt mưa xuân này thì chắc chắn nhiều người sẽ có lộc lắm. Và đêm hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi được về đây thăm và tổ chức biểu diễn. Xin cảm ơn ban tổ chức lễ hội, xin cảm ơn các chàng trai, xin cảm ơn những gương mặt thân quen đã đón tiếp cá nhân tôi và các nghệ sĩ của nhà hát Chèo Quân Đội suốt từ buổi chiều đến giờ. Sau những bài phát biểu vừa rồi của đồng chí Thịnh thì tôi xin phép thay mặt các nam nữ nghệ sĩ diễn viên của nhà hát cảm ơn tất cả, cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị, của bà con, cô bác, và mong rằng mối quan hệ của nhà hát Chèo Quân Đội với chính quyền địa phương, với bà con nhân dân và toàn thể quý vị có mặt trong đêm biểu diễn ngày hôm nay sẽ trở nên thân thiết hơn, nồng nàn hơn, và mong rằng những năm sau có dịp lễ hội chúng tôi lại được mang lời ca tiếng hát về đây để phục vụ trên các cụ và phục vụ lễ hội. Sau đây tôi xin phép đêm biểu diễn của nhà hát chúng tôi được chính thức bắt đầu. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón trên hàng giữa các cụ và toàn thể quý vị khán giả. Mặc dù vẫn biết trời mưa rất to, nhưng cảm ơn sự quan tâm, sự yêu mến của toàn thể quý vị khán giả dành tặng cho các nghệ sĩ, chiến sĩ nhà hát Chèo Quân Đội. Một tràng pháo tay để chúng ta cùng chào đón nhau được không ạ? Kính thưa toàn thể quý vị, và chương trình nghệ thuật ngày hôm nay với sự dàn dựng, chỉ đạo nghệ thuật của đại tá, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quốc Trường, giám đốc nhà hát Chèo Quân Đội, biên đạo múa nghệ sĩ ưu tú Thái Phương Ngọc, chỉ huy biểu diễn trung tá nghệ sĩ ưu tú Trần Hồng Minh. Và ngay sau đây trân trọng kính mời trên hai dưới các cụ, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong ban tổ chức và toàn thể quý vị khán giả, bà con nhân dân, chúng ta cùng đến với những người
chị hai, chị ba, chị tư nhà hát chèo Hà Nội với làn điệu dân ca quan họ Mời Nước Mời Trầu. Và hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Chương trình của chúng tôi được bắt đầu ngay sau đây ạ. Liên tục chương trình, xin được mời toàn thể quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với tiếng hát
của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh và nam ca sĩ Phan Anh Vũ với một sáng tác rất nổi tiếng, ca khúc Sapa nơi gặp gỡ đất trời. Một tràng pháo tay để chào đón sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh, nam ca sĩ Phan Anh Vũ. Con trai hát gọi con gái, đắm say với trời, ai về cùng em?
quý vị rất nhiều. Xin được mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà, ca khúc Đất nước chọn niềm vui với tiếng hát của Top Ca Nam. Vâng, xin phép trên hàng dưới các cụ và toàn thể quý vị khán giả.
chương trình biểu diễn vẫn tiếp tục được không ạ? Báo cáo với lại các cụ, các bà cũng như các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đồng chí trong ban tổ chức lễ hội. Mặc dù trời rất là mưa, các nghệ sĩ của nhà hát trèo quân đội, những người mang trên mình màu xanh áo lính, mặc dù trời mưa nhưng với tình cảm của toàn thể quý vị khán giả vẫn còn đang đội mưa để đón xem chương trình nghệ thuật, thì không có lý gì mà các nghệ sĩ nhà trèo quân đội không biểu diễn tiếp, đúng không ạ? Quý vị cầm ô thì không cần vỗ tay. Dạ vâng ạ, vì vỗ tay là rơi ô rồi. Vâng ạ, xin phép các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong ban tổ chức, hôm nay sẽ là một kỷ niệm đẹp. Một kỷ niệm đẹp với những người nghệ sĩ, chiến sĩ nhà hát trèo quân đội, và một kỷ niệm đẹp với bà con nhân dân quê hương Trung Hà, các đồng chí lãnh đạo ban tổ chức của lễ hội truyền thống năm nay. Một kỷ niệm rất đẹp vì hai đêm trước không mưa, đêm nay lại mưa. Với những người nghệ sĩ, chiến sĩ nhà hát trèo quân đội thì mang những chương trình nghệ thuật để phục vụ cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Không có gì có thể làm khó những người nghệ sĩ, chiến sĩ của nhà hát trèo Hà Nội. Mặc dù hôm nay thời tiết có mưa, thế nhưng với nghệ sĩ nhân dân đã từng nói rồi, nghệ sĩ nhân Tử Long đã từng nói, trời mưa thì ướt áo ướt quần nhưng không ướt được tinh thần của tất cả chúng ta. Chính vì vậy, những người nghệ sĩ, chiến sĩ nhà hát trèo Hà Nội vẫn tiếp tục mang những lời ca, tiếng hát để át cái mưa này, được không ạ? Cảm ơn sự ủng hộ của các cụ, các bà, quý vị khán giả dành tặng cho những người nghệ sĩ nhà hát trèo Hà Nội. Và chương trình vẫn được tiếp tục, được không ạ? Ngay sau đây sẽ là một phần biểu diễn với tiếng hát của nghệ sĩ tài năng trẻ Quỳnh Sen với một làn điệu dân ca quan họ về Kinh Bắc. Một tràng pháo tay để chào đón sự xuất hiện của Quỳnh Sen. Về Kinh Bắc quê em,
Mặc dù trời mưa rất to, nhưng sự có mặt của toàn thể quý vị và đến giờ phút này vẫn ngồi tại đây để cùng đến với chương trình nghệ thuật của Nhà hát Chèo Quân đội. Các nghệ sĩ, chiến sĩ Nhà hát Chèo Quân đội xin được cảm ơn sự yêu mến của các đồng chí trong ban tổ chức lễ hội, sự yêu mến của toàn thể quý vị khán giả dành tặng cho các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Quân đội. Kính thưa toàn thể quý vị, trời mưa thì tạo cho chúng ta một kỷ niệm đẹp. Trời mưa thì tạo ở khu vực sân của ban tổ chức, ở sân đình thì rất nhiều vũng nước. Mặc dù vẫn biết là để ướt chỗ ngồi của toàn thể quý vị, hiện tại có rất nhiều vị trí là theo như Thanh Huấn quan sát thấy thì ngập nước rất nhiều. Nhưng mà ngập gì thì ngập cũng không ngập tràn tình yêu của toàn thể quý vị dành tặng cho các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Quân đội. Một lần nữa cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây để trở lại với chương trình, xin được mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Một trong những hình ảnh rất đẹp mà các nhạc sĩ thường sáng tác về những hình ảnh của mỗi một miền quê chúng ta. Một ca khúc Lội Dòng Sông Quê. Trong không gian này, trong một hình ảnh này, thì ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với sáng tác Lội Dòng Sông Quê với tiếng hát của nghệ sĩ Thế Quỳnh cùng tốp múa. Và hãy dành một tràng pháo tay để chúng ta cùng trở lại với chương trình nghệ thuật ngay sau đây được không ạ? Chạy về đâu ơi con sông
mộng mơ, hỡi con sông đa tình. Ta muốn ngược đến ngọn nguồn, muốn xuôi về biển lớn, lắng nghe đôi bờ sông hát trong mênh mông. Đâu như tiếng gọi đò lao xao trên sông nắng, ơi con sông yêu thương, con sông hứa quê những mong như thuở nào. Cởi áo ta lội, cởi áo ta lội. Về đâu ơi con sông ta sao, ơi con sông cổ tích. Chạy từ đâu chạy về đâu, ơi con sông mộng mơ, ơi con sông đa tình. Ta muốn ngược đến ngọn nguồn, muốn xuôi về biển lớn, lắng nghe đôi bờ sông hát trong ngỡ mênh mông. Đâu như tiếng gọi đò lao xao trên sông nắng, ơi con sông yêu thương, con sông hứa vui những mong như thuở nào. Cởi áo ta lội, cởi áo. Kìa em ơi, em ơi, ta lội. Nào ta vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và liên tục chương trình, xin được mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc rất sôi động, ca khúc 60 năm cuộc đời, với sự xuất hiện tiếng hát của nam nghệ sĩ nhân dân Đinh Ốc. Và đầu tiên xin cảm ơn tất cả bà con đã có mặt trong buổi tối hôm nay, mặc dù trời mưa rất to, và tất cả quý vị đã có mặt ở đây, cho một tràng pháo tay được không ạ? Wow, nhạc tới. Hey, hey, hey.
trong khi chờ đợi nghệ sĩ một tiết mục mà quý vị rất chờ đợi, tiết mục của nghệ sĩ nhân Từ Long, thì cho phép Đình Nhóng xin gửi tặng một ca khúc nữa được không ạ? Một ca khúc được mang tựa đề Mambo Yêu Thương. Cho bạn sáng một tay nữa được không ạ? Cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị khán giả dành tặng cho tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Đình Nhóng. Và vẫn biết rằng toàn thể quý vị, chúng ta ngồi đội mưa ở đây ngoài một mục đích lớn hơn cả là xem phần biểu diễn của các nghệ sĩ nhà hát Chào Hà Nội. Mục đích lớn hơn nữa đó là được gặp nghệ sĩ nhân dân Tử Long, đúng không ạ? Được nhìn thấy nghệ sĩ nhân dân Tử Long ở trên sân khấu về với lễ hội truyền thống của quê hương chúng ta, đúng không ạ? Và ngay sau đây, mục đích của toàn thể quý vị sẽ được đáp ứng ngay bây giờ. Một tràng pháo tay của toàn thể quý vị được không ạ? Ngay sau đây là sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Tử Long với tiểu phẩm Tùng Lò Gạch. Một tiểu phẩm được trích trong vở chèo Người đàn bà bất hạnh với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thu Hiền
nghệ sĩ Minh Thúy. Và đặc biệt đó là sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Danh Hải Tự Long. Một tràng pháo tay để tiểu phẩm xin phép được bắt đầu. Sướng quá, ngồi co như đánh tổ tôm cái này á. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời, ôi giời ơi. Chào các bác, chào các bác ngồi đây và chào cả các bác trên đê. Các bác trên đê có xem được không? Trên đê có xem được không? Vỗ vỗ tay cái có nghe được không? Ôi chứng tỏ trên đê cũng nhiều người phết nhỉ. Bên này có xem được không? Bên này có xem được không? Khổ quá các bác ạ, à, ngồi trên đê ướt hết cả mông rồi. Em mưa gió thế này mà vẫn phải đi kiếm cô Tâm. Có ai nhìn thấy cô Tâm bán kem của Trung Hà không? Ở Trung Hà có cô nào tên là Tâm đi bán kem không? Con này nó bị điên. Trời mưa thế này mà nó vẫn còn kem mút. Gọi nó gần chết về nhà thì chiều đài báo mưa mà nó ôi trời ướt rồi. Ôi trời, thế là đời em nó cũng thấm đẫm rồi các bác ạ. Ôi trời ơi, nói thật với các bác, thôi thì em cũng xin báo cáo thế này cho nó nguyên tắc. Xin báo cáo với các cụ công, các bà và toàn thể các bác. Em tên là Nguyễn Tiến Tùng, chủ nhiệm hợp tác xã Đóng Gạch Tự Do. Một vợ, bảy con bướm bướm. Ở Trung Hà có ai đẻ nhiều con gái bằng em không? Trên đê có anh nào đẻ nhiều bằng em không? Bảy cô có không? Có không? Ông nào bảy cô giơ tay tôi thưởng 500. Bảy cô mà bảy cô, ông nào giơ tay bảy cô mỗi ông có 500. Con này là nào đấy mà giơ tay? Con này liệu nhỉ, thấy 500 mà giơ tay con ơi. Ngon đấy mà sơi của chú. Hiểu không? Ai nhỉ? Ai đẻ bảy con bướm bướm giống em giơ tay. Nói thế thôi, đẻ con gái bây giờ là mốt đấy. Đẻ con gái bây giờ là giỏi mới đẻ được con gái đấy. Chứ còn như em mà một vợ bảy con bướm bướm, đừng có đùa. Nhưng mà nói thật với các bác là em vẫn yêu Tâm. Yêu say đắm lắm, yêu nhiệt tình lắm. Cô Tâm bán kem ở Trung Hà. Cô Tâm bán kem là da trắng mắt đen mà một đêm đập chết hai tay thợ rèn. Khỏe lắm các bác ạ. Em là thân Đóng Gạch từ bé nên em cũng không sợ bố con thằng nào. Nhưng mà em yêu Tâm lắm. Vấn đề là muốn tìm Tâm để kiếm một thằng cu để nối dõi tông đường. Mà nó cứ đi bán kem. Ôi trời ơi, Tâm ơi, đây rồi ơi. Tâm ơi, mưa gió thế này kem mới mút cái gì, Tâm ơi. Anh Tùng ơi, bông tay tôi ra được. Ôi trời ơi, bông tay tôi ra. Sao Tâm cứ để cho anh vò võ Tâm ơi. Anh tháng ngày chờ mong nhất định phèn này. Anh phải giải quyết cho xong là thì thôi đi về với anh. Ai cho kem ba Tâm bán kem vất vả. Tôi là không nổi thôi. Buông tay tôi ra. Tôi cứ không buồn. Thôi tìm chỉ yêu cầu anh nói vui. Em tôi ra để về đâu đặt. Tôi là cô gái cành cao. Phải đâu là bằng đàn ta đâu. Em cào cào. Và em hát rất cào. Đôi ta như gấm này. Như bóc này. Như mận ơi. Ôi trời ơi, muốn thực sự cái thùng kem này, tôi ghét cả người kia, chuyển sang bên kia đi. Ôi trời ơi, anh buông tay tôi ra. Chuyển sang bên kia đi, tự dưng đeo cái thùng kem ở đây làm một tí thì mất mồm mất miệng. Ôi trời ơi, ôm cái, ôi trời ơi. Anh buông tay tôi ra, kẻ mọi người ta cười cái kia. Ai cười, đây Trung Hà toàn bà con nhà em thôi. Hả? Ông định, ông Quyền, ông Kiếc, toàn anh em nhà em này.
bác thích là chủ tịch cũng là trưởng thôn ấy, cũng là họ hàng nha anh ấy. Kéo khi bác ấy còn thích ôm em bằng 9 lần anh. Thôi, mưa gió thế này, anh buông tay tôi ra rồi anh nói gì thì nói đi. Có buông không các bác? Buông không? Mày cá vào áo mình phải hưởng, như buông ra nó bay mất thế nào. À thôi rồi, nhưng mà anh vẫn buông. Anh buông người ta hứa không được chạy đấy nhá. Hứa. Thế mà bố nó làm chạy. Ui. Không được chạy nhá. Ờ đấy, anh buông. Đấy đấy đấy. Đấy. À, thì không chạy. Ôi trời ơi, không được chạy đâu đấy. Thế anh nói gì thì nói đi. Ừ. Em trông như con chim bồ câu trắng bay giữa bầu trời thế này mà. Em cứ lượn thế thì chết dở. Tâm ơi, hôm nay trời thì không thuận lợi. Lẽ ra mà trời quang mây tạnh thì là anh chắc chắn là sẽ tỏ tình với em vừa lâu vừa dài. À vừa dài vừa lâu. Nhưng mà hôm nay trời mưa thế này, cho nên anh cứ nói thẳng thế này Tâm ạ. Hôm nay gặp Tâm đây giữa trung hà trời đẹp, anh muốn đề nghị với Tâm một việc cực kỳ quan trọng. Đó là chúng ta sẽ chuyển từ tình bạn sang một giai đoạn hoàn toàn đổi mới. Giai đoạn để chúng ta có thể sống gần nhau hơn và trách nhiệm với nhau nữa đấy Tâm ạ. Anh Tùng, anh nói thế có nghĩa là thế nào? À có nghĩa là... Cho Tâm mượn tay gái, ôi dồi ôi. Thơm tay mình mà nó giật ra. Cầm mình làm sao? Mưa đấy. Mưa hết rồi. Mưa lúc nãy chứ cái đám nó hát gần chết thì mưa, nhưng mình ra đây có mưa đâu. Đấy lại hết mưa rồi. Anh nói, là, ừ, anh đấy. Nói đi. Ừ, anh sống tốt nên mẫu độ cô thương có mưa đâu. Sắp mưa to rồi đấy. Hết mưa chưa bà con? Lúc nãy chúng nó hát lòi cả mắt ra mà mưa to gần chết. Mình ra thì lấy ra lại mưa lại nhỏ, thế mới khổ chứ này. Thế anh nói đi. Ừ, anh nói đấy, nói đến đâu rồi nhỉ? Chỗ nào nhỉ? À đây rồi. Đứng lùi xuống đây cho bà con dòm mặt. Hôm nay là thiếu ánh sáng ấy nhá. Bà con ở dưới nhìn rõ mặt em không? Thiếu ánh sáng ấy. Mà hôm mà sáng là em đẹp dai hơn nhiều. Hôm nay nó ánh sáng thế này trông em xấu dai lắm. À đây, ừ rồi. Nhạc để tôi xem hơi gì nhỉ? À đây rồi. Ước gì anh sống bên Tâm như đôi bồ câu trắng bay giữa bầu trời xanh xanh biếc Tâm ạ. Anh Tùng ơi. Ơi. Em hiểu rồi. Ừ. Nhưng anh Tùng này. Sao? Đôi ta quen mặt biết lòng. Lâu rồi. Nhưng còn nghề nghiệp sao anh không nói gì? Thôi nghề nghiệp của anh tôi Tâm đừng kể Tâm ạ. Vất vả lắm Tâm ạ. Thế nghề gì mà chả vất vả hả anh? Ừ. Thế anh là lái xe à? Không anh có máu chóng mặt không cầm được vô lăng, với cả anh hay uống rượu, bây giờ thổi đồng độ cồn suốt ngày. Anh không dám lái xe. Hay là công nhân cơ khí? Không, công nhân cơ khí thì bẩn tay bẩn chân, anh không làm công nhân cơ khí. Thế làm nghề gì mà cứ giấu em mãi thế? Nghề của anh là hàng ngày hàng giờ anh phải đưa đất nước vào khuôn khổ, rồi bụp rồi soạn rồi băm rồi bổ rồi thái rồi vác rồi khiêng, rồi đưa cả lũ chúng nó vào hỏa lò để ngày đêm anh tôi luyện. Em hiểu rồi, thì ra anh là công an phải không? Không, khổ quá, anh không làm công an. Thế làm nghề gì mà cứ giấu em mãi thế? Anh chính là... Cái gì? Khối người biết rồi nhưng mà anh vẫn cứ phải kể. Chính xác là như thế này, là anh là công nhân đóng gạch hợp tác xã tự do đấy Tâm ạ. Anh Tùng vui tính thật đấy. Vui lắm, anh ở nhà anh suốt ngày anh đàn ca sáu nhị thôi. Anh Tùng này. Ơi. Thương anh em thật là thương. Ừ. Nhưng còn bà xã anh nhường cho ai? Ui giời. Đang yên đang lành. Tự dưng lại nhắc cái con vợ lăng loàn tàn phá hại. Cái con mù vợ bị răng vẩu như mái Tây Hiên. Các bác vẩu kệ các bác chứ vợ em nó vẩu thật. Nó vẩu chặt vẩu chuộc cơ. Các cụ dạy là ăn đu đủ không cần phải thi à. Mà nó buồn cười lắm á. Người ta bảo là vẩu thì ở nhà đi, đằng này cứ đòi lên chăm bố. Cái đợt bố anh ốm mới nằm ở bệnh viện huyện mà nó cười tư không bảo vệ đến bác sĩ mổ cho bố anh. Bảo vợ ông Tùng tươi quá cơ. Mình không dám nói là các bác thông cảm, vợ em nó bị vẩu. Mà người ta là còn để ở mức độ này cơ. Người ta còn làm thơ về bộ răng của vợ anh cơ. Tâm muốn nghe không? Ừ, à, anh đọc nhá. Ừ. Mày mưa gió thế này về đây là bác Thịnh bác Châu uống mấy chén rượu, giọng em có dập không các bác? Có nghe được không? Nghe được không? Ừ. Cô chỉ âm thanh nó chú ít effect nhá. Quái lạ làm sao ý? Cái bộ răng, cái thò cái thụt đứng lăng nhăng trong mồm rộng thế. Sao không đứng cả dài?
ngoài ngắm gió chăn. Tâm ơi, đêm qua anh nằm giữa sân, màn sương gió lạnh, tôi thương Tâm vô cùng. Tâm ơi, có biết bao đêm anh ơi tưởng một đứng nghi lên ngồi xuống, một mình không đi nguôi nhìn trời mà chẳng thấy trời, chỉ thấy tâm mi đó nuôi cười tươi sinh chờ người, người chẳng thấy xa đời. Quá Tâm ạ. Anh Tùng ơi, thế còn bảy đứa con của anh thì sao? Sao Tâm lại nhắc đến bảy đứa con của anh? Toàn là một lũ vịt rời thôi Tâm ạ. Khổ lắm. Có bao nhiêu người ở gần đến ở xa, người ta đứng ở trên đê, người ta gọi vào nhà em thế này có đau không các bác? Người ta bảo là ông Tùng ơi, ông Tùng ơi, gọi cái gì đấy vào đây là sao cứ gọi từ ngã bảy ngã ba thế? Người ta bảo hay có phải nhà ông có loại máy khâu Trung Quốc bán này không? Em đóng gạch toàn tập đấy đâu máy khâu bán các bác ơi. Thế mà nó còn cố nói thế này Tâm ạ. Nó bảo sao bảo nhà ông Tùng có cái loại máy khâu Trung Quốc vậy, con bướm bướm bắn là gì? Mẹ nhục thế chứ lại bướm đâu mà bướm, quốc đâu mà quốc, toàn là một lũ vịt rời. Lớn lên rồi báo hại nó bay sạch đi thôi Tâm ạ. Anh đã quyết định rồi. Anh quyết định thế nào? Anh quyết định rồi, anh chỉ cần Tâm với một thằng cu thôi. Nhưng anh Tùng hiểu về Tâm ít quá đấy. Tâm đừng tưởng đâu, 8 năm nay tôi nghiên cứu về Tâm. Ngày nào đi, giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào Tâm tắm là tôi biết hết đi chứ. Thế anh Tùng hiểu về Tâm như thế nào? Ui, Tâm xinh này, Tâm da trắng này, Tâm mắt đen này, Tâm eo nhỏ này, lưng thon này, Tâm có con mà lại không lấy chồng. Thôi đi. Ôi giời, ngu thế chứ này. Anh Tùng, đủ rồi đấy. Ngu quá. Anh Tùng, anh đã có vợ con rồi, sao anh còn ước hoa hồi cầm tay? Anh xin lỗi. Tâm ơi, anh yêu Tâm chẳng mà cho yêu. Anh nó đứt chìm thì khúc mi gan anh treo mưa trung. Anh hôm nay mà không lấy được Tâm, Tâm có biết không, tim buồn nó sẽ bốc cháy, nó bốc cháy. Thôi, nhưng tôi không thể làm vợ anh được. Đấy, cô vừa nói cái gì? Không thể làm vợ anh được. Cô khinh tôi phải không? Tôi nói cho cô biết đừng khinh những thằng đóng gạch như tôi. Trước đây tôi cũng từng tới mơ mộng lắm đấy nhá. Cô nghe lịch sử học tập của tôi đây này. Nói cho cô biết, sau khi tốt nghiệp lớp 15 tôi còn thi vào trường đại học. Anh Tùng ơi, anh học những lớp 15 kia à? Lớp 15 không các cháu? Này, 35 học lớp 5 không là lớp 15 thì lớp 16 à? Tôi bị đúp. Nhưng tôi nói cho Tâm biết, dù tôi đây không viết cho đời được những trang sách, thì cũng xây cho đời những gác tia lầu son. Tâm ơi, Tâm đừng khinh anh, cứ thử xem. Người ta học rộng tài cao, anh ấy lất đóng gạch ngày nào anh cũng vui. Thử hỏi rằng trên đời này mà thiếu những thằng đóng gạch như anh thì cuộc đời sẽ ra sao? Có người làm nghề này nghề khác chứ. Cũng có ông thịt lợn thì cũng phải có ông giã giò. Có ông giã giò thì cũng phải có ông đóng gạch chứ Tâm ơi. Đời nay có biết bao điều con nghĩ người vất vả, tình yêu chẳng thành. Anh đây tuy cũng học cũng hành, mà đời anh cứ loanh quanh thế này.
dù anh không xứng với tâm nhưng trời đã ơ có mắt không mù, anh tuy đóng gánh nhưng tiền đồ anh phong lưu. Thầm ơi em đừng khinh một người đóng gạch như anh, nếu em kết hợp với anh thì hai trái tim ta sẽ cùng đập một nhịp một chiều. Thầm ơi ngay ngày mai em mà lấy anh thì chắc chắn em sẽ tạo cho đời những kiến trúc sư tương lai. Còn anh sẽ đóng cho đời những viên gạch hồng để con người được ở trong những ngôi nhà cao. Cao mãi, cao mãi. Sợ tới gấp vì sao? Cao quá đấy anh Tùng ạ. À. Anh sẽ bắc thang cho tâm trèo. Anh Tùng anh say rồi đấy. Say á? À? Ôi bà Thịnh bác cho uống cái rượu gì mà lại là say nhỉ? À. Táo mèo à? Ờ, cái ông Hướng cho uống cái rượu gì mà mới uống mấy chén nó say nhỉ? Ờ, bà Kích à? Cái ông Quyền cũng cho tôi uống cái rượu gì mà giờ bà bảo tôi say này. Ồ, thế đúng rồi. Anh trộn 3-7 loại rồi, có cả 3 kích, 2 kích say rồi em ơi! Ôi, anh say rồi! Ôi, anh say rồi. Ôi, anh say tình. Ôi, anh say nghĩa. Ôi, anh say em! Ôi, trời ơi! Ai kem nào? Ai kem dừa, kem sữa, kem đậu xanh nào? Ai kem đây? Ai kem nào? Con điên! Con chập mặt! Đồ cắm hấp trên vung! Đồ hấp lim! Đồ ẩm IC! Vừa mưa cái nó chập mạch! Ông không thèm! Mẹ khinh thằng này à, nhà mình cao cửa rộng với lò gạch 7 cái, đất rộng bao la mà nó không thèm yêu, suốt ngày cứ búp búa, bíp búa, bíp búa, đúng là đồ kem mút. Ông không thèm, mẹ về chung thủy với vợ, vẩu càng tươi, mẹ 7 con bướm bướm càng thách cưới càng cao. Trung Hà này mà có anh nào nhiều con sai, chưa có chỗ ở cứ hỏi em Nguyễn Tiến Tùng, hợp tác xã đóng gạch tự do, em cho ở rẻ miễn phí, chỉ cần làm cái gì to cũng được. Thôi nhá, em về với vợ em đây. Em về với vợ đây. Vẩu, vẩu càng tươi. Ôi trời ơi, dép em đâu rồi các bác ơi? Ném con Tâm ăn kem rồi à? Rồ con dại nó sơi của mình đôi dép rồi. Ôi giời ơi, nó cứ chập mạch IC bác ạ. Mưa một cái là nó chập mạch IC. Anh Tùng ơi. Ơi. Anh làm gì ở đấy? Ông còn đang bụp. Chồng yêu ơi. Ơi. Chồng làm gì ở đấy? Tôi còn đang xoẹt. Bố có 7 con bướm bướm. Thôi thêm thừa nữa chán ơi là chán ơi. Bố nó làm gì ở đấy mà lâu thế? Tôi còn đang mắc dở. Ôi cái ông dở ơi là ông dở ơi. Tôi còn đang chết với cái của ông đây này, chỉ đây này. Này, đồ dở này, này, đứng đấy. Mày cứ đi lại nhiều là cái Sikalo nó không nói được đâu. Đứng im đấy. Câu được câu mất, ngứa cả mắt. Dạo này danh hài gớm nhỉ. Không được đập vào đấy, ảnh hưởng đến con cái. Chết mẹ, quên bố nó mất rồi. Bố xin. Nhỡ tay, quên cứ tưởng là mọi lần đóng gạch đều làm như thế cả. Bố xin. Nó làm gì mà lâu thế? Tôi mắc dở, sờ tim. Xào tim à? Gớm mẹ mày, tâm hồn ăn uống quá, làm chó thì có tiền mà mua tim xào với tim luộc. Sờ tim là cái gì? Lốn lọi là nói lộn, sờ tim là tìm thơ. Thế bố lại cả thơ cả? Chứ sao nữa, nhà thơ của xóm thế này. Thế à? Thế bố nó làm thơ như thế nào ấy?
làm thơ là để chào mừng mẹ mày đến sắp đến ngày sinh tháng nở, chào mừng một công dân thứ 8 sắp sửa ra đời. Ôi giời. Đọc cho mẹ nó nghe xem nào. Vứt mẹ nó cái này đi. Thôi cứ để. Lộn ruột. Mẹ mày lại thích duyệt thơ hả? Thích không? Mấy đứa con của bố cho bố mượn cái xì cà lô mới con ơi. Đưa cái xì cà lô mới đây. Rồi ôi có thằng con tử tế quá. Cho nó học kỹ sư âm thanh 10 năm bây giờ về. Hôm mấy hôm nay cụ không trả lương con nhá. Alo đây. Này bà mày cầm cái này đi. Nhìn cái đấy của mẹ mày ngứa mắt. Nói thì câu được câu không. Chả ra làm sao cả. Ừ. Tháo bố nó ra đi. Thôi cứ để. Ờ, để nhìn cho cái bụng ruồi cơm ở trên mặt. Hả? Thế bố nó thì đọc cho mẹ nó. Mẹ con thì duyệt. Lại duyệt thơ à? Đấy. Mẹ chết kìa. Con cái. Mẹ mày nhìn kìa. Thơ của anh như này này. Trời trong xanh, nước cũng trong xanh, rùng rình chìm xíu xíu, cúc cù cù, đôi ta như bóng vơi. Dù năm chìm bảy nổi, tám chín cái lềnh đềnh vẫn có mình. Có ta đấy mẹ nó. Trời ơi, thơ gì mà năm chìm bảy nổi, tám chín cái lềnh đềnh, mẹ nó chả hiểu gì cả. Mẹ mày không biết à? Lại đây anh bảo đây. Thế 5 lần mẹ mày chửa là 5 lần anh bị hợp tác xã kỷ luật. Đang đóng gạch cho xuống ao mò đất. Thế có phải là 5 chìm không ạ? Đúng. 7 lần mẹ mày chửa, tức là 7 lần cái bụng của mẹ mày phình lên. Thế có phải là 7 nổi không nào? Lại đúng. Nhà mình có 2 vợ chồng cộng với 7 đứa con, vị trí là 9 khẩu. Mà trong thời buổi thóc cao gạo kém như thế này, vợ chồng mình vẫn cứ là méo mặt. Yêu nhau như hình với bóng là gì? Yêu bố anh nó nói đi. Cái gì cũng đúng hết. Nhà anh có đàn gà dù lại chát bụp bụp chết thì thịt. Chát bụp bụp. Nhưng mà này. Mẹ nó bảo này, thế sao mỗi lần bố nó làm thơ lại cứ thấy bố nó có lẩm rẩm cái gì nhỉ? Ôi trời ơi, lẩm rẩm cái gì? Khấn các cụ ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho vợ chồng mình đẻ một thằng cu. Lại cả khấn à? Ờ. Thế bố nó khấn như nào? Duyệt à, đấy, xuống đấy đơn giản thôi, muốn khấn thì quỳ xuống, quỳ xuống. Đúng rồi. Con này dạo này mông cứng nhỉ. Mới độn mò à. Đánh vào mà đau hết cả tay cả chân. Ôi trời ơi. Chưa phủ phục đã phủ phục không phải phủ. Thế bố nó bảo là quy mà. Không cần. Đây đang nóng quá đấy. Tháo cái này ra để lễ các cụ cho các cụ còn về. Ôi trời. Hết mưa rồi. Hết mưa rồi. Các cụ phù hộ. Hết mưa rồi. Hết mưa rồi. Hết mưa rồi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Là Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật, con lạy chư Phật mười phương, con lạy Bác Thế Quế Chi, con lạy Thím Mồng Bì, con lạy thêm cả ba di thục địa. Ôi này, thế sao lại toàn thuốc bắc đấy nhỉ? Mẹ mày đẻ nhiều phải ngâm thuốc bắc thế cho nó đỡ bị sảy thận. Khấn mời. Khấn mời. Con gà khấn mời là cả hoàng thượng đế đức vua cha, con mời đức phật bà, con mời quan ta ta tam tòa thánh mẫu, con lại mẫu đệ nhất thường thiên mẫu đệ nhị thường ngàn mẫu đệ tam thập phủ, con lại ông bơ ông bảy ông mời, con lại các giá các chồng các cô các cậu, con lại 12 vị thánh cô 12 vị thánh cậu về phù hộ độ trì cho mẹ con đi nhà con đẻ một thằng cu. Còn hàng xóm thì cứ mặc mẹ cha cho chúng nó, mẹ cha chúng nó phù hộ độ trì cho nhà con nên nhà con tuy đóng gạch nhưng mà tâm tốt. Tuy vay mượn tất cả lãi tháng lãi ngày nhưng mà nhà con xin trả đầy đủ. Con xin là phù hộ độ trì cho mẹ đi nhà con đẻ một thằng cu tay vái lu bù, nhớ là cầu cu. Cầu cu. Mẹ mày lễ đi, cầu cu. Cầu cu thế hết chưa? Quan trọng không này, quan trọng này, vợ bé thì vứt bỏ, vợ cả thì một hai, thôi gái thì thêm trai. Lòng thành khấn vái. Con làm mùa gì đã? Hết chưa? Hết rồi còn đấy. Hết rồi. Con. Mẹ mày bị làm sao đấy? Tôi khấn chỉ có thế thôi. Này. Nếu mà không nhớ để con này nhắc cho mà nghe nhá. Mẹ mày nhắc đi. Bóng ai thấp thoáng đầu đỉnh. Chả có ai. Để cho bố nó phải chui phải giúp. Phải găm mình một cái bụi gai kia. Này tôi nói cho ông biết nhá. Lành thì làm gáo vỡ làm môi nhá. Từ từ hồi giờ là cái con tâm kem nó đứng ở kia. Ông thế ai rồi ơi. Con điên trả thù ta đây ạ. Ôi trời ơi. Thôi. Thôi. Mày đánh nữa đi. Ôi trời. Làm sao? Ôi trời đẻ rồi ông ơi. Xin tốt, hãm phanh, không có được đẻ lúc này.
chơ gạo rẻ thịt rẻ gạch lên giá mới được đẻ. Ôi trời, tại ông rồi đấy. Ôi, làm sao? Tại ông. Tôi có chửa đâu mà tại tôi. Không tại ông thì tại ai? Tại mấy cái con chuột ý. Tại sao lại tại mấy con chuột? Nhà gần bãi nó nhiều chuột, nó rúc rích gì dầm không ngủ được, bác gậy đánh nó phải gió được ngã vào chỗ nằm của bà. Thế 7-8 lần trước làm gì có con chuột nào mà bụng tôi nó vẫn cứ phình ra. Tại ông bác sĩ Hoàng ở đầu phố rồi kìa. Bác ấy làm sao? Đặt sai cái vòng. Chắc ông đặt cái vòng thủng thế nào mà cứ đẻ gần hết gần chục nữa rồi. Hạnh phúc thôi thì em tiếp nữa thừa. Lần này mà đẻ con gái thì ông cứ đặt tên con này là Nguyễn Thị. Chán ơi là chán. Ôi cho ôi mình... Ông Tùng ơi. Này. Ôi thôi đẻ rồi. Ôi tôi chết rồi. Đứng im. Ôi ôi. Đứng im, đứng im. Đứng đứng lên. Không được ngồi. Mình ngồi lên là nó quá ra đây đấy. Đứng im, khép chân vào. Nhá, được rồi. Thôi, thôi. Đứng lên. Ngồi xuống là mình chiêu đãi cả xã Trung Hoa bây giờ đấy. Thôi thôi. Khép khép. Đâu rồi, mấy đứa trẻ con. Ôi, các con ơi. Mang bờ này để bố đưa mẹ mày đi cơ 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 đẻ. Ôi trời ơi, sao đây? Ở nhà bố đưa mẹ đi đẻ con đi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ở nhà, sao đẻ 7 đứa mà dần dần tá nó cứ đi đâu hết thế này nhỉ? Ôi trời ơi, tôi chết rồi rồi. Sao con đi, mẹ đẻ con. Sao con ơi. Ở nhà, nó ôi trời nhục quá, mẹ đẻ đến tí cho mày xem, mẹ đẻ đến tí cho mày còn giữ xếp làm gì, móc cái này vào đây, ôi trời ơi, chẳng có cái gì, trời. Nó phải 7 đứa khác không sao, chứ con này giờ nó cứ tụt cho thế này nhỉ. Cái câu là cái câu treo, để anh cõng mẹ đi. Anh đèo là đèo em sáng sông. Trời ơi, ôi trời ơi. Năm nay nó lại lặng thế nhỉ. Ôi trời ơi. Xin em là em đừng đẻ, hãm phanh đi cho anh vài giờ, để anh đưa em khẩn cấp đến gấp nhờ nhà mà hộ sinh. Báo chắc bảo không mất chết bây giờ. Đi đi đến trạm xá chỗ nào các bác ơi? Chỗ nào? Ôi bác sĩ lô trên đây ơi, cho vợ em đi đẻ ơi. Ôi trời ơi. Đi sang đây nào, cho đi nhờ cái nào. Ôi nó đẻ thôi. Ôi trời ơi. Rồi cho mày lên đây luôn. Đấy. Ôi trời ơi. Lui ra đẻ rồi. Đẻ rồi. Ôi trời ơi. Đấy. Lên đúng đỉnh đê luôn nhá. Đấy. Vâng, nhờ các đồng chí công an của địa phương dẹp giúp để nhường đường cho nghệ sĩ nhân Tự Long đưa vợ đi đẻ được không ạ? Đẻ rồi, em thả nó chết đê rồi. Việc đẻ hay không là việc của lúa. Em về với các con nhà em đây. Con vợ em nó đẻ rồi các bác ạ. Ôi trời ơi, thả nó chết đê rồi. Ôi giời. Vâng, một tràng vào tay của toàn thể quý vị để cảm ơn phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Tự Long, nghệ sĩ ưu tú Thu Hiền và nghệ sĩ Minh Thúy dành tặng cho toàn thể quý vị. Ôi giời, rồi, hả? Xong rồi các bác ạ, đẻ thành công rồi. Lần này là con trai rồi, không có tâm mới tít gì đâu. Ôi giời. Xong rồi à? Thôi chào các bác ở Trung Hà đấy, còn về. Ôi giời. Em chào các bác ạ. Rồi, ôi giời ơi. Đây. Đây cầm lấy, rồi đi vào nhanh. Chưa đỡ hết thì sao ấy, vẫn còn đứa nữa.
Ôi giời, mệt phết đấy. Được không các cô? Chính ra là hôm nay là em hết thời gian sử dụng rồi đấy. Về rồi đấy. Nhưng mà vui quá. Hôm nay là các anh em thanh niên của làng, người làm xa, người làm gần, người ở tại quê nhà, nhưng mà đã có những tình cảm rất là thiết thực với lễ hội và đã có những đêm biểu diễn và mang lại không khí cũng như niềm vui cho bà con, quý khách thập phương trong lễ hội năm nay. Chính vì điều ấy, Từ Long xin hát tặng mọi người một bài được không? Bây giờ hát chèo nhá. Hóa trang này hát chèo nó không hợp lắm, nhưng mà thôi không sao. Các nghệ sĩ hát chèo thì thường hay nghèo hơn các nghệ sĩ khác, nên mọi thứ trông nó tan tác thế này cũng không sao. Xin mời nghệ sĩ. À, chúng mày cất đi rồi. Xin mời ai nhỉ? Có ai dưới đấy chưa sử dụng cái nhà lên đây cái. Sen đâu? Quỳnh Sen đâu? Hả? À, đấy rồi à? Có ai chưa sử dụng nhỉ? Hả? Ai? Huyên đâu? Được rồi, không. Đang tìm một cô lên đây để hát cùng, để tặng tất cả quê hương mình một bài hát, một làn điệu chèo. Đẹp thế nhờ, sáng từ tối giờ mà lúc nào trời như này có vẻ đẹp. Thế sao đúng lúc em diễn này không mưa mà em mặc áo mưa nóng gần chết các bác ạ. Ôi giời ơi, đây rồi. Xin giới thiệu nghệ sĩ Thu Huyên sẽ cùng hát để dành tặng cho các cụ, công các bà và đặc biệt là các quý khán giả có mặt trong đêm biểu diễn vẫn đã đội mưa ngồi đến tận bây giờ. Chính vì vậy là tôi không thể phụ lòng mến mộ của tất cả quý vị. Tôi sau khi diễn xong tôi muốn hát một làn điệu chèo để tặng tất cả mọi người. Làn điệu hả? Thôi thôi, hát đến bài sau là có người giả tiền rồi, ngại lắm, tôi không hát nữa đâu. Hát một bài thôi, bài này là không phải giả gì cả. Xin hát tặng mọi người một làn điệu trong vở diễn Lưu Bình Dương Lễ, trích đoạn ăn mặc cái này là không phải, nhưng mà tôi hát để cho nó ghi nhận tình cảm thôi. Nào. Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của Từ Thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này, sáng mãi không mờ chút bụi. Em ơi, chấp kinh em phải biết tòng, tòng quyền. Thank you.
dứt áo ly biệt, anh đây chúc ý nàng hòa vui kề sao xiết nỗi ngầm. Khuyên ý nàng hãy nhớ lấy lời chấp mình, lấy lời chấp mình kinh. Dẫm chân thời thân đi với một mình, mối sầu sẽ nơi gánh nghĩ tình chi. Hai ngõ chúc quanh nghi hình bóng nó rơi xuống mắt, nó tưởng chia tay vợ. Xin cảm ơn sự cổ vũ của các cụ công các bà, và xin mọi người thông cảm là vì diễn xong thì Long hát luôn, cho nên là chả có ông nào chia tay vợ trong lúc mặc quần đùi như thế này. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, và ngay sau đây sẽ còn rất nhiều những tiết mục phía sau nữa. Xin dành một tràng pháo tay để chia tay với hai nghệ sĩ chúng tôi ạ. Vẫn biết rằng nghệ sĩ Nhân Tử Long mà mặc dù là mặc quần đùi áo cộc, thậm chí còn cả đi chân đất nữa. Trong thời tiết này cũng xin được cảm ơn sự có mặt của toàn thể quý vị vẫn dành tình cảm cho các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Quân đội. Và chia tay với phần biểu diễn của nghệ sĩ Nhân dân Tử Long và các nghệ sĩ, ngay sau đây xin được mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình ca nhạc. Và một ca khúc ngay sau đây xin dành tặng cho toàn thể quý vị một sáng tác rất nổi tiếng, ca khúc Neo Đậu Bến Quê với tiếng hát của nam ca sĩ Khang Lý. Một tràng pháo tay để chào đón sự xuất hiện của nam ca sĩ Khang Lý. Được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Chúc toàn thể quý vị cùng gia đình có một mùa lễ hội tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cây đến thì chỗ hoa
đỏ đầy rơi bên. Em hát rằng đến duyên, em lấy chồng năm ấy. Hát lại dòng đó sao chạy lòng đến thế, sống lam biết khi mô cho ngàn như tình quê hương trong tôi, sống lam biết khi mô cho ngàn người ơi đục trong câu hát chạy. Quý vị ơi, những cánh tay của quý vị đâu hết rồi à? Vâng, cho ca khúc này chào tay thật lớn được không ạ? Lớn nữa được không ạ? Vâng, xin gần quý vị rất nhiều. Cảm ơn những tình cảm của toàn thể quý vị dành tặng cho tiếng hát của nam ca sĩ Khang Lý. Kính thưa toàn thể quý vị, hát văn là một loại hình ca hát cổ truyền của Việt Nam. Hát văn được xuất xứ tại vùng đồng bằng Bắc Bộ và hát văn thường được hát vào những dịp lễ Tết, lễ Thánh, lễ Tổ. Và trong chương trình ngày hôm nay, lễ hội truyền thống của đình làng Trung Hà, xin được mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với phần biểu diễn ba giá hát văn, với phần biểu diễn chính của nghệ sĩ Thúy Nga và nghệ sĩ tài năng trẻ Quỳnh Sen, dàn nhạc dân tộc với phần biểu diễn của nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Phạm Vương, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hải, nghệ sĩ Đình Anh, nghệ sĩ Quế Hương, nghệ sĩ Văn Tuấn, nghệ sĩ Duy Mạnh, nghệ sĩ Minh Đức. Vâng, được biết trong chương trình lễ hội truyền thống của đình làng Trung Hà năm nay thì một số lượng pháo hoa được bắn rất nhiều. Hai đêm trước và đặc biệt là đêm ngày hôm nay, số lượng bắn pháo hoa rất nhiều để chúc mừng cho thành công của lễ hội truyền thống của đình làng Trung Hà. Và cảm ơn toàn thể bà con nhân dân quê hương rất nhiều. Và xin được kính chúc toàn thể quý vị một năm 2024, quý vị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chúc cho lễ hội của chúng ta thành công, tốt đẹp. Và ngay sau đây, một tràng pháo tay để chúng ta cùng đến với ba giá hát dầu văn với phần biểu diễn của các nghệ sĩ chúng tôi ạ. Thank you.
sớm chiều đông đúc đội ngư phường, độc mộc bán buôn chuông đền văng vẳng sớm hồn ý. Nguyệt đêm ngày soi tỏ cảnh thác bờ rực rỡ càn khôn.
hôm nay mùa lễ hiệu của địa phương, Chúa thắp cờ xin ban giáng ngự về đồng sẽ ban tài tiếp lộc cho bách gia trang họ chúng ta một năm mới gia đình tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng. Và để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu và chờ đón giá quan lớn đệ tam. Lớn Việt Nam với phần trình diễn của nghệ sĩ Thúy Nga cùng với tốc múa. Thank you.
tấu lệ quan lớn. Con về tấu đối thiên đường hoài phủ nhạc phủ. Phù hộ độ trì cho nhân dân Trung Hà chúng con một năm mới an khang thịnh vượng. Đất lộc đất tài đất vinh hoa lệ quan. Nhất bài thượng hiền nhị bài thượng tam bái tam tứ phụ công đồng bình thân lễ tất lệ quan đến ta. Quan ngoài phòng lẫm liệt quá. Tấu lệ quan lớn để tắm, quan đi đánh đông dẹp bắc, quan trèo đèo lội suối xe loan giáng người về đồng. Quan về đây ban tài tiếp lộc cho tất cả bách gia trăm họ chúng con. Ha! Thank you.
đoàn võ toàn tài, đền thần tứ phủ nào ai dám vì. Cẩm tu võ tổng lược thao, võ tổng lược thao bẩm dung nghi diện mạo đường hào, ngôn trung trinh tài cao quán côi. Giáp bạc bao phen nhuộm đỏ trận già như không. Ra tay cứu nước trừ nguy biến, tiếng đề ngàn năm để tam về chốn thủy cung, nước rẽ đôi dòng cuồn cuộn chưa tràn. Trải giang khê lên ngàn xuống biển, lành giang từ quý địa danh là đền thờ tam tía tàn vàng, long ngôn hồ bạc thành vàng uy nghi. Ha! Hoa thức thì lâu đài điện cát, dần ngước về cõi cốt hậu thi.
trước nông nhà. Chiều thần văn vũ ba hoàn, thủy vinh cơ đồ tướng ban về châu. Âm ngự giờ lâu phán lời nhân đức. Cứu nhân gia đi phản ứng siêu sinh. Rước quan về chốn thủy cung, chăm họ khang ninh họ á trường. Thanh gia hồi cung. Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa được đón xem Giá Quan Lớn Để Tam với sự thể hiện của nghệ sĩ Thúy Nga cùng tốp múa. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hướng lên sân khấu và chờ đón Giá Chầu Bé Bắc Lệ. Phần trình diễn Giá Chầu Bé Bắc Lệ với sự thể hiện của nghệ sĩ tài năng trẻ Quỳnh Sen và tốp múa. Xin mời quý vị cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để đón Giá Chầu Bé Bắc Lệ được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều.
xuôi chảy chim ta diêu diết ta. Bố người đúng đâu chính chắn làm à. Sao quay xa tình áo tràng, cấm làm vui ông vẫn ngàn đến ngon. Vì nàng ơi, vì nàng ơi, ơi, vì nàng ơi. Nhịp chân vang thiên sơn vàng thủy á, bằng lê ngàn phu vì xuôi ngang á. Lắng nghe tiếng hát cung đàn, yêu thêm đàn tính âm vang núi rừng. Vì nàng ơi, vì nàng ơi, ơi, vì nàng tòa nhất đồng lễ chầu bé. Chầu lộc xuân lâm sơn trang, chầu về dự lễ hội ban tài kiếm lộc cho bách gia trăm họ chúng con lạy chầu. Nón buồm vai quẩy nắng hoa, khi xuống đèo kèn đi ra công đồng dạo chơi trốn. Non bồng bích thủy trở ra về phố vì suối ngang. Chầu lộc, chầu lộc xuân lâm sơn trang, lá lát đường chẳng hết. Chầu về ban tài tiếp lộc cho bách gia chăm họ xuân hà chúng con lạy chầu. Vui về áo chiến quần khăn, cổ đeo vòng bạc đầu bóng huê cài. Trốn thiên nhai thành hồng thấp thoáng, chầu về là ta đang âu yêu. Thank you.
soi cho quân phú dân thường, soi cho Nam Việt bốn phương tái hòa, quốc tiên soi tỏ ngân xa. Lạy Châu, Châu đẹp quá. Chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ chiến sĩ nhà hát chèo quân đội đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị khán giả và con nhân dân quê hương Trung Hà và chúc cho lễ hội truyền thống của đình làng chúng ta thành công tốt đẹp. Và xin được trân trọng kính mời các đồng chí trong ban tổ chức lễ hội dành tặng những bó hoa dành tặng cho các nghệ sĩ nhà chèo quân đội. Một tràng tay của toàn thể quý vị sẽ là một lễ hội kỷ niệm, một đáng nhớ với quý vị khán giả và con nhân dân quê hương Trung Hà và những người nghệ sĩ nhà hát chèo quân đội. Chương trình biểu diễn đến đây là kết thúc. Một lần nữa kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe và hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất.